Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an và sự hanh thông, tấn tài tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi xin chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị đó là tử vi tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, lan ngoại chi ngưu, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch năm Quý Mão 2023, đang khổ ngập đầu, bỗng gặp thời đội vận, hóa hung thành cát, vận may ập đến, tiền bạc ùn ùn đổ về nhà, bất ngờ trúng số giàu to nếu như nắm bắt được cơ mệnh này. Đầu tiên, đặc trưng tính cách của tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973, mạng tăng đố mộc, gỗ cây dâu, khắc ốc thượng thổ, con nhà thanh đế, quan lộc, tân khổ, xương con trâu, tướng tinh con cua biển, cuộc đời được ông tử vi độ mạng. Quý Sửu không phù hợp với công việc kinh doanh, mà chỉ phù hợp với những ngành nghề và công việc nào mà thể hiện được và phát huy hết tối đa khả năng sáng tạo của họ, như âm nhạc, hội họa, viết văn. Quý Sửu luôn là người có tài năng xuất chúng hơn người, đặc biệt là rất xuất sắc về con đường nghệ thuật, phong cách ứng xử và sử dụng ngôn ngữ, có tài, khả năng diễn đạt lưu loát và hùng biện khiến ai nghe cũng phải nể phục. Bản thân họ không thích sự tĩnh lặng mà chỉ bị thu hút bởi các hoạt động vui tươi năng nổ, là một người luôn biết cách điều phối các chương trình và nhất định sẽ không bỏ lỡ bất kỳ kế hoạch nào để được tham gia các hoạt động. Bản thân có lòng đam mê, học hỏi những điều thú vị, mới lạ, thích khám phá những địa điểm ở những nơi đã từng đặt chân qua. Đặc biệt ghét sự ỷ lại và bên trong con người luôn tràn trề một năng lượng sống, đầu óc thì luôn có sự sáng tạo, mong có cơ hội được thể hiện trí thông minh hay trí tuệ của mình, luôn tạo ra một luồng không khí vui vẻ, thoải mái đến cho mọi người. Quý Sửu là người sống rất vô tư, như trẻ thơ với ánh mắt và tâm hồn trong veo, luôn háo hức để đón nhận những điều mới lạ, rất nhạy cảm với những thay đổi trong cuộc sống và môi trường xã hội, nhưng không đủ mạnh mẽ để đối đầu với sự cạnh tranh và thách thức, mặc dù bản thân là người tài trí hơn cả và khôn ngoan trong tất cả các lĩnh vực. Vì sống khá là vô tư thoải mái, cộng thêm khả năng ăn nói và giao tiếp cởi mở, thế cho nên được rất nhiều người quý trọng, không những thế, lại còn khá là nhạy cảm và đặc biệt có được khả năng quan sát, nhìn nhận mọi việc rất là tốt, đây là ưu điểm giúp cho Quý Sửu luôn tỏa sáng nếu được hoạt động trong các lĩnh vực ngoại giao, cũng như quan hệ xã hội, vì có được khả năng quan sát và nhận biết rất tốt về mọi vật, mọi người xung quanh, cho nên cũng được rất nhiều người tôn trọng. Tuy nhiên, bản thân bạn cũng có thể chấp nhận vị trí của những nhân viên làm thuê và sẽ cố gắng vươn lên để đạt được nhiều thành tích tốt nhất có thể. Là một người có khả năng làm việc độc lập và hoàn toàn có thể làm được các công việc như là kinh doanh, bán hàng. Trong suốt cả cuộc đời, Quý Sửu đã bỏ qua không ít cơ hội tốt, bên cạnh đó một chút đặc tính cẩn thận cũng có thể giúp ích cho bản thân tốt hơn. Đặc biệt Quý Sửu có khả năng trong lĩnh vực nghệ thuật, nhưng chính vì vậy nó lại có thể gây mất tỉnh táo trong cách nhìn nhận vấn đề khi mà bắt tay vào công việc. Chính vì thế lời khuyên chân thành nhất là nên lựa chọn những ngành nghề có thể phát huy hết tất cả khả năng sáng tạo của mình như âm nhạc, hội họa, viết văn. Nếu bạn là người lãnh đạo thì thường không mấy hà khắc khắt khe với nhân viên của mình. Với tài quản lý và cách đối nhân xử thế hợp tình hợp lý của họ thì điều này sẽ được các nhân viên kính trọng và gắn bó lâu dài bên cạnh. Với tính cách của tuổi này thì quý mệnh luôn mãnh liệt theo đuổi tình yêu của mình, cũng như theo đuổi những việc mà bản thân muốn làm. Quý Sửu rất biết cách trân trọng tình cảm của đối phương, nếu được người yêu làm cho một việc gì đó thì chắc chắn họ sẽ báo đáp lại rất chu đáo. Bản thân cũng luôn mong muốn tìm được một tình yêu tốt đẹp để duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Nhờ có tính tình hiền lành, cuộc sống không bị cực khổ, thường có quý nhân giúp đỡ, nhưng duyên phận thường gặp trắc trở khó khăn. Phải đi vào hậu vận thì gia đình sẽ trở nên khá giả nhờ vợ con, cuộc sống có nhiều niềm vui. Xem luận giải tử vi Quý Sửu sinh năm 1973 năm 2023 thấy rõ tử vi Quý Sửu của những tháng trước đó,
thì 3 tháng cuối năm 2023 Quý Mão tiếp tục được coi là thời gian nhiều khởi sắc với Quý Sửu trên nhiều phương diện. Về tài lộc, trong năm nhờ có ngũ hành tương sinh, lại có các tài tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc rủng rỉnh, cầu tài đắc tài, khởi sự thuận lợi đúng như mong muốn. Công việc nhìn chung vẫn có sự phát triển tốt, những kế hoạch đặt ra đều được tiến hành suôn sẻ, dù có khó khăn thì cũng có người sẵn lòng đứng ra giúp đỡ. Năm nay, có dấu hiệu dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, cơ hội và thách thức luôn song hành, hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Về chuyện tình cảm khá êm đẹp, người độc thân được vận khí hậu thuẫn, sẽ sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, có người đồng hành chung bước, sẽ khiến cho bạn thêm hăng hái phát triển bản thân, các cặp đôi cũng có bước tiến mới trong mối quan hệ, gia đình ấm êm. Về sức khỏe không quá khả quan, quý mệnh nên dành thời gian để chăm sóc bản thân cũng như các thành viên trong gia đình, trong năm có hung tin chiếu quý mệnh về tang sự, nên chú ý vấn đề này. Và sau đây sẽ là chi tiết các phương tiện cuộc sống của tuổi Quý Sửu, sinh 1973, tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch như sau. Về mặt sự nghiệp, 3 tháng cuối năm Quý Mão được nhận định là thời gian phát triển hài hòa nhất với Quý Sửu ở phương diện công danh sự nghiệp. Tiếp theo từ những năm trước đó thì Quý Sửu vẫn đang duy trì phong độ ổn định, nỗ lực bỏ ra nhìn chung đều có thu hồi tốt, có cả cơ hội và thách thức song hành. Chỉ cần quý mệnh làm tốt thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành quả tương xứng. Đặc biệt, được sao dịch mã động tinh chiếu mệnh, đây là dấu hiệu cho thấy trong năm có sự dịch chuyển hoặc thay đổi môi trường làm việc, đó sẽ là cơ hội để rèn giũa bản thân khá tốt. Không nên bỏ lỡ nếu như được trao nhiệm vụ, thời gian này đề cao sự xông xáo, lúc này quý mệnh càng chủ động dám làm thì càng dễ tiến xa. Quý mệnh được thúc đẩy tinh thần nên có thể sẽ đưa ra khá nhiều quyết định táo bạo, ảnh hưởng tích cực đến con đường phát triển sự nghiệp phía trước. Cũng sẽ có những lúc quý mệnh cảm thấy mọi việc diễn ra quá nhanh, song lúc nào cũng không được ngồi yên một chỗ, thường phải chạy đôn chạy đáo lo việc, nhưng hãy yên tâm cái gì cũng có giá của nó, cứ cố gắng phấn đấu ắt có ngày thu về thành quả lớn. Nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách, thì cho dù kết quả nhận được có là gì, cũng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá, mà còn có thể đứng vào hàng ngũ người có tầm ảnh hưởng tại cơ quan. Thêm nữa, các mối quan hệ nơi làm việc cũng khá tốt đẹp trong 3 tháng cuối năm 2023 này. Bên cạnh luôn có người đồng nghiệp nhiệt tình và tốt bụng sẵn sàng để sẻ chia và hỗ trợ khi được yêu cầu. Khi cần đừng ngần ngại và sử dụng sức mạnh tập thể, vì đó sẽ là cách để đi xa nhanh hơn. Về mặt tài lộc, xem luận giải tử vi năm 2023 thấy rõ, công việc trong 3 tháng cuối năm này sẽ suôn sẻ. Tất nhiên cũng sẽ kéo theo tài lộc tăng tiến, Quý Sửu chắc chắn sẽ nhận được những trái ngọt về tài chính trong năm 2023 này. Với việc được hai tài tinh là thiên tài và thực thần chiếu mệnh, nên sẽ có nhiều lộc lá thu về, kinh doanh thuận lợi, buôn may bán đắt, các hoạt động cầu tài diễn ra trong năm khá thích hợp, khởi sự tốt đẹp đúng như mong muốn. Đặc biệt người kinh doanh buôn bán được dự báo là sẽ có nhiều vượng khí hơn hẳn. Trong khi đó, người làm công việc cố định hoàn toàn hài lòng với mức thu nhập hiện tại từ công việc chính của mình trong thời gian này. Cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc, khiến cho Quý Sửu choáng ngợp, lúng túng vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Cơ hội nhiều và sẵn có, vậy nên vấn đề của quý mệnh là tìm hiểu xem đâu là thứ phù hợp với mình nhất. Chớ nên ôm đồm nhiều việc cùng một lúc, tham quá hóa thâm, việc hợp với người khác chưa chắc cũng đã thành công với mình nếu làm theo. Suy nghĩ một chút, quý mệnh hoàn toàn có thể tìm ra hướng đi phù hợp để bắt đầu, sẽ có rất nhiều điều kiện thuận lợi để thu tiền về túi. Song dù có nóng lòng muốn tham gia để gia tăng tài sản đến đâu thì vẫn nên tính toán thật là hợp lý và an toàn. Làm gì cũng phải toan tính cẩn thận, đánh giá tình hình khách quan và khôn ngoan, kẻo cơ hội đến nhưng mà bản thân lại chịu thiệt vì sự nóng vội của bản thân. Về mặt tình duyên gia đạo, với sự xuất hiện của ngũ hành quý mệnh tương hợp với ngũ hành năm, dự báo về một năm nhân duyên rộng mở, hạnh phúc đong đầy với Quý Sửu. Người độc thân được vận khí hậu thuẫn để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình, cơ hội không thiếu, nhưng mà thành hay bại thì lại phụ thuộc vào việc quý mệnh có chịu mở lòng để đón nhận hay không. Tất nhiên vẫn cần thời gian tìm hiểu và xem xét cẩn thận về đối phương, nhưng mà đừng quá khắt khe, kẻo bỏ lỡ người thật sự quan tâm tới mình. Trong năm dịch mã thôi thúc sự dịch chuyển đi lại, quý mệnh lúc này vì thế cũng đón nhận những mối nhân duyên bất ngờ. Trong các chuyến đi đó, nếu có cơ hội thì hãy thử trải nghiệm du lịch một mình hay lên kế hoạch cho một chuyến dã ngoại, thư giãn đầu óc. Vì biết đâu nhân duyên mà mình vẫn luôn tìm kiếm lại xuất hiện ở những dịp như vậy, việc có người cùng đồng hành trong các bước sẽ khiến quý mệnh thêm hăng hái phát triển bản thân.
Với người đã có đôi thì đây sẽ là giai đoạn để hai người củng cố lại mối quan hệ của mình. Một số có thể đi tới quyết định kết hôn khi thấy tình cảm đã chín muồi. Cho dù cũng vẫn có những bất đồng, nhưng quan trọng là cả hai học được cách bao dung và sẻ chia với nhau để cùng tiến tới một nấc thang mới. Các cặp vợ chồng hiếm khi xảy ra cãi vã, nếu có thì cũng chỉ xoay quanh vấn đề thường nhật, mức độ không quá nghiêm trọng nên mọi thứ trôi qua khá nhanh. Tuy nhiên do có sao quả tú trở về nên sẽ có những suy nghĩ hỗn loạn, tâm lý phẫn uất, nên nếu giữa vợ chồng không có sự nhường nhịn nhau thì mâu thuẫn dồn nén lâu ngày dễ bị đẩy lên cao trào, ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình. Về mặt sức khỏe. Về sức khỏe, Quý Sửu trong 3 tháng cuối năm 2023 vẫn cần được chú ý nhiều hơn. Sao dịch mã khiến cho quý mệnh thường xuyên phải đi lại, chạy ngược chạy xuôi để giải quyết công việc nên ảnh hưởng phần nào tới thể trạng. Nếu xảy ra áp lực tinh thần thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối ren. Điều quan trọng nhất là quý mệnh cần có thời gian nghỉ ngơi và cân bằng lại trạng thái tinh thần. Hãy dành ra các khoảng thời gian nghỉ ngơi thích hợp để giúp cơ thể được sạc lại tin. Bên cạnh bản thân thì quý mệnh cũng nên quan tâm tới sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Trong năm có hung tin chiếu quý mệnh về tang sự, quý mệnh cũng nên chú ý tới vấn đề này. Và tiếp theo đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, cũng như cẩm nang vượn vận dành riêng cho Quý Sửu, sinh năm 1973, trong tháng 10, tháng 11, tháng 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 như sau. Đầu tiên là tử vi tháng 10 tuổi Quý Sửu âm lịch 2023. Tử vi cho thấy, các tin ghé thăm mang đến nhiều điều kiện thuận lợi cho tài lộc của quý mệnh, vì thế nếu tận dụng tốt thì tiền bạc sẽ về đầy túi, thoải mái chi tiêu, công danh sự nghiệp đã khởi sắc rất nhiều so với tháng trước, những vất vả của quý mệnh cũng đang dần có tín hiệu đáng mừng. Có chính ấn chỉ lối, nên Quý Sửu dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới, quý mệnh sẽ rất hứng thú, bắt tay vào công việc thay vì đắm mình trong chuỗi cảm xúc bất tận, khiến cho bản thân dễ lạc hướng như trước đây, thì nay cũng đã tỉnh táo hơn. Đấy cũng là thời điểm Quý Sửu được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo và có tầm nhìn sâu sắc. Họ sẽ thúc đẩy đem đến cho Quý Sửu một tầm nhìn rõ rệt về bức tranh toàn cảnh trong tháng này. Không những thế, những vấn đề khó nhất trong công việc cũng sẽ được bạn bè và đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Quý mệnh gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như thế. Sau dự án này, đừng quên cảm ơn mọi người và dành cho họ những lời có cánh nhé. Theo tử vi tháng cho thấy, tài chính của Quý Sửu trong tháng mới mở ra nhiều cơ hội hay ho mà quý mệnh cần phải có thời gian nghiên cứu, tìm hiểu. Đó là cách để có thể quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình. Chính vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, quý mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với những ai làm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng hoặc là kinh doanh. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền để mua nhà, mua đất trong thời gian này, đang tìm hiểu và xuống tiền. Hãy tập hợp thật nhiều thông tin để có thể hiểu rõ tình hình, khu vực mình cần mua nhé. Những ai đang có ý định ấp ủ khởi động việc kinh doanh một lĩnh vực mà mình hiểu rõ và đam mê, thì nên tiến hành ngay nhé. Nếu đang đeo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ những nỗ lực và quyết tâm, thì sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời trở thành hiện thực, vì quý mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc tập trung cho bản thân, nếu có thể thì hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh làm ăn của người khác nữa nhé. Vận trình tình duyên của Quý Sửu có nhiều điểm sáng trong tháng 10 âm lịch này, vì là người vui vẻ, tự do thoải mái, nên sẽ trở thành một người cực kỳ cuốn hút trong mắt của người khác giới. Nhiều người độc thân vượt ra khỏi vùng thoải mái của mình để sẵn sàng mở rộng mối quan hệ, tham gia hẹn hò vào những ngày cuối tuần. Khi bản thân lạc quan vui vẻ thì sẽ có nhiều nhân duyên tốt đẹp sẽ xuất hiện trong cuộc sống của mình hơn. Ngũ hành tương sinh cũng là hậu thuẫn rất tốt cho mối quan hệ xung quanh của quý mệnh. Trong tháng mới, quý mệnh hãy tận dụng tốt những điều kiện thuận lợi đang có. Bạn bè có tác động hết sức tích cực tới cuộc sống của quý mệnh trong thời gian này. Họ chính là bàn đạp cho những ý tưởng của quý mệnh, chưa kể là họ có cả những sáng kiến lớn cho riêng mình để thúc đẩy quý mệnh tiến xa hơn nữa trong tương lai. Do phạm phải cục diện tương xung thái tuế, nên Quý Sửu không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước được. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường thì có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra, Quý Sửu còn có dấu hiệu thể lực giảm sức mạnh do suy nghĩ lo lắng nhiều khiến cho tinh thần hay bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn, mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng cũng chớ nên chủ quan kẻo để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng này quý mệnh đi đường hay làm gì thì cũng nên chú trọng đi ý cẩn thận đến bản thân. Về cẩm nang vượn vận tháng, quý nhân là tuổi Thân, tiểu nhân là tuổi Tỵ.
Màu sắc may mắn là màu vàng, màu hồng. Con số phát tài là số 74 và số 48. Tiếp theo là tử vi tháng 11 tuổi Quý Sửu âm lịch. Đây là thời gian khá bận rộn, nhưng bù lại sẽ nhận được nhiều niềm vui trong công việc. Ngoài ra cơ hội thăng tiến trong tháng này cũng rất cao. Tuy là người rất chăm chỉ quyết tâm dồn thời gian của mình cho công việc, nhưng mãi không thấy xong. Vì dường như mỗi lúc khối lượng công việc khổng lồ càng đè bẹp, nhưng đó là dấu hiệu cho thấy việc làm ăn kinh doanh của quý mệnh đang đi đúng hướng, đúng đường. Nếu là người làm công ăn lương, thì lúc này sẽ được công nhận về năng lực, cơ hội thăng quan tiến chức xuất hiện khá rõ ràng. Tuy nhiên, nếu mà nhiều việc tới mức quá tải thì cũng nên xem xét lại. Ai cũng chỉ có 24 giờ một ngày, khi cảm thấy quá sức thì nên nhờ hỗ trợ. Nếu cần hãy nói điều mà mình mong muốn ra để bảo vệ quyền lợi của mình chính đáng. Trong cả sự nghiệp lẫn đời sống riêng tư, nhờ có tam hội nâng đỡ, nên chuyện hợp tác làm ăn có lợi trong tháng này. Tuy nhiên, với lĩnh vực mà mình không hiểu rõ thì cứ từ tốn. Chỉ nên đầu tư một khoản nhỏ và tăng dần theo thời gian, các quyết định vội vàng không hề tốt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Thất bạch bay về cung chính đông, báo hiệu người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc hoặc đi công tác thì mới mong gia tăng tài lộc về cho mình. Tuy vất vả nhưng khi đi thực tế và đánh giá tình hình chính xác thì hãy đưa ra quyết định đầu tư mới không bị sai bởi cảm tính. Tháng này có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, hãy nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Quý Sửu cần xem xét lại tinh thần làm việc vào cuối tháng. Nếu không muốn lỡ mất một cơ hội vàng, nếu có ý tưởng nào đó còn đang ấp ủ, đã đến lúc để triển khai. Tuy nhiên có dấu hiệu cho thấy các khoản chi của quý mệnh trong tháng này hơi nhiều, những khoản ngoài dự kiến này cũng đã ngốn đi một số tiền kha khá. Thời gian này quý mệnh cũng bắt đầu có ý thức cao hơn về việc đầu tư tiết kiệm. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng còn tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư để hiểu rõ nên bỏ tiền vào đâu để xin lời và an toàn. Vận trình tình cảm của Quý Sửu, người độc thân sẽ có một tháng mới tươi sáng dám bước ra khỏi vùng an toàn. Người có chung quan điểm sống cũng chưa chắc là người phù hợp với mình, do đó bạn hãy vui vẻ mở lòng và tìm hiểu người khác giới. Nhờ có tam hội ghé thăm mà con giáp tuổi Quý Sửu tháng này sẽ có thời gian và cơ hội để suy ngẫm kỹ hơn về những lựa chọn của mình. Các xung đột cũ cũng sẽ dần được hóa giải, biến những đối thủ cũ thành bạn đồng hành. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc cũng nhắc nhở, khi có xung đột thì nên tìm cách hòa giải sớm nhé. Hãy nên lưu ý rằng sự im lặng kéo dài có thể dẫn đến hiểu lầm, những chuyện quá khứ cũng có thể xảy đến trong chuyện tình cảm, cần phải cẩn trọng để đưa ra phản ứng hợp tình hợp lý. Tử vi tháng xuất hiện thiên cầu hung tinh gây hại cho sức khỏe, nhiều người vì không thể tập trung nên thường xuyên dùng tới cà phê và trà sữa, nhưng việc này lại đang âm thầm phá hoại sức khỏe đấy nhé. Thời tiết lúc này đang nóng và lạnh khá thất thường, nên hãy mặc nhiều lớp áo để tùy hứng mà điều hướng để thích nghi. Đừng để lạnh quá hay là nóng quá vì đó đều là những nguyên nhân khiến dễ bị cảm, nên ăn uống lành mạnh để có thể gia tăng sức đề kháng cho cơ thể, phòng tránh bệnh theo mùa. Nếu thường xuyên đi xa vì lý do công việc thì cũng phải đề cao các phương án an toàn nhất, tránh xảy ra sự cố. Về cẩm nang vượng vận tháng, quý nhân là Hợi, tiểu nhân là tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu trắng và màu đỏ. Con số phát tài là số 21 và số 58. Cuối cùng là tử vi tháng 12 tuổi Quý Sửu âm lịch. Quý mệnh có nhiều hậu thuẫn từ quý nhân, đi đâu cũng được mọi người yêu mến. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp tự tạo ra cơ hội phát triển gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình. Đây được coi là một tháng hứa hẹn nhiều điều bất ngờ với Quý Sửu. Dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Tháng này, Quý Sửu được tam hợp thái tuế phù trợ, nên vận trình công việc sự nghiệp có nhiều biến đổi nhưng đa phần đều theo chiều hướng tích cực. Vận quý nhân trong tháng khá vượng nên đi đâu cũng có người yêu mến, điều này rất có lợi cho người đang có ý định chuyển đổi công việc hay là thay đổi môi trường mới. Với sự hậu thuẫn của quý nhân, quý mệnh sẽ nhanh chóng thích nghi được với điều kiện phát triển, môi trường làm việc sẽ hài hòa hơn. Nhờ có người giúp đỡ nên có thể tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả, công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội giúp quý mệnh khẳng định được năng lực của mình, nếu có được giao trọng trách thì cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Trong tháng có ngũ quỷ hung tinh rình rập, dù vẫn tồn tại những khó khăn nhất định, nhưng nhờ có sự ủng hộ của vận khí nên tình hình không quá cam go, tuổi này vẫn đủ khả năng để xoay chuyển tình thế. Bản tính trung thực và chăm chỉ cũng giúp quý mệnh tự tạo ra cơ hội để phát triển và gặt hái nhiều thành tựu đáng nể bằng chính đôi bàn tay của mình.
Quý Sửu vốn có sự quyết tâm và nỗ lực bền bỉ, nên càng khi đối diện với khó khăn, thách thức thì lại càng thêm mạnh mẽ quyết đoán, làm việc dứt khoát nên sẽ dễ thành công hơn người. Có điều, dù có được hậu thuẫn hay giành được nhiều thành tích vẻ vang đến đâu thì cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, đừng ngạo mạn thái quá. Điều đó dẫn tới các mối quan hệ xã giao bị hủy hoại. Nguyên nhân là tháng này dù không có nguyện lệnh ủng hộ Lâm Cung, cho thấy dấu hiệu bắt đầu suy thoái, vì thế vẫn nên hành sự thận trọng. Bên cạnh đó, đầu và giữa tháng là thời điểm vận khí thuận lợi hơn cả, càng nên kế hoạch công việc rõ ràng cụ thể càng tốt, tránh để dồn ứ đến cuối tháng thì vận khí sa sút, sẽ ảnh hưởng tới các kế hoạch. Về phương diện tài lộc của Quý Sửu cũng có những khởi sắc nhất định, nhờ có thiên tài trợ mệnh, thứ tài có phần nhỉnh hơn. Tuy nhiên nguồn chính tài cũng không có gì phải lo lắng, khi công việc phát triển ổn định sẽ mang tới nguồn thu nhập đều đặn. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn người làm công việc văn phòng, tình hình buôn bán trong tháng được coi là khả quan. Mặc dù doanh thu chưa tăng vọt để đạt mức như kỳ vọng, song vẫn có dấu hiệu tăng tiến đáng để duy trì và phấn đấu. Nếu đang ấp ủ tham vọng gì thì tháng này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, vẫn nên tính toán, nghĩ tới rủi ro có thể gặp phải, đặc biệt là những cạnh tranh từ đối thủ. Tháng này, hung tinh ngũ quỷ tác động, ý chỉ tài lộc tuy có vượng nhưng đang theo chiều hướng suy thoái dần, chi tiêu càng ngày càng nhiều và càng tốn kém. Vật giá leo thang nhiều, chi phí tăng cao nên dù kiếm được tiền đấy nhưng tiêu dùng cũng không ít, coi như không tích lũy được nhiều, cần hết sức lưu ý vấn đề này. Nếu có cơ hội đầu tư, cần tìm hiểu rõ thông tin, dù chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong việc hợp đồng. Để tránh các xung đột về tài chính không đáng có, dù có là việc mình quen tay nhưng hành sự thận trọng sẽ giúp tránh được sai lầm và thất bại không đáng có. Tháng này, chuyện tình cảm có nhiều biến động nhưng đa phần theo chiều hướng tích cực, đặc biệt là với người độc thân, nhân duyên mai mối hay tự nguyện thì đều có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Vận trình tình cảm lứa đôi đi vào giai đoạn ổn định hơn trước, đôi bên đã chịu dành thời gian để sẻ chia quan tâm đến cảm xúc của nhau. Đôi khi cũng vì áp lực từ công việc và cuộc sống, lại thêm ngũ quỷ xuất hiện, mang theo sự áp lực bí bách, khiến hai người dễ nảy sinh cãi vã, bất đồng quan điểm sống. Nhưng nếu cả hai biết sẽ chia và cùng gánh vác trách nhiệm, thì mọi chuyện sẽ chuyển hướng tốt đẹp. Còn các cặp vợ chồng nên bao dung và quan tâm hơn đến bạn đời của mình, đồng thời cần có sự sẻ chia công việc nhà và vấn đề nuôi dạy con cái để giữ gìn hạnh phúc hôn nhân. Tin mừng là sức khỏe của Quý Sửu không gặp phải trở ngại nào quá lớn trong tháng này, một phần là vì có tinh thần phấn chấn suy nghĩ tích cực nên sức khỏe cũng được đảm bảo. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe của quý mệnh vẫn có thể giảm sút do yếu tố khách quan, như ảnh hưởng của môi trường thời tiết, chỉ cần chú ý dưỡng sinh qua đường ăn uống và luyện tập thể thao đều đặn thì sẽ không có bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra. Duy trì lối sống lành mạnh chính là chìa khóa để cơ thể khỏe mạnh và sống trường thọ. Lưu ý, trong tháng có ngũ quỷ hung tinh hoành hành, đi đứng lái xe cẩn thận kẻo gặp sự cố. Về cẩm nang vượn vận tháng, quý nhân là tuổi Tý, tiểu nhân là tuổi Mùi, màu sắc may mắn là màu vàng và màu cà. Con số phát tài là số 66 và số 74. Lời Phật dạy. Quý vị thân mến, đã từ rất lâu, lời dạy của Đức Phật vẫn luôn được xem là kim chỉ nam, chỉ đường dẫn lối cho chúng ta trong việc chỉnh đốn thái độ và hành vi của mình. Vì thế, không chỉ có đệ tử của Ngài mà cả thường dân cũng rất muốn xin lời khuyên của Ngài. Có một lần một người hỏi Đức Phật về cách có thể giúp tránh xui xẻo hay không, Ngài đã kể lại một câu chuyện về chú vẹt đã thoát chết nhờ thực hiện được hai điều quan trọng. Trước đây có một con vẹt sống trên một ngọn núi quanh năm phủ đầy tuyết, chú vẹt thường đi kiếm ăn về cho bố mẹ, vì họ đều bị mù nên không thể bay lượn tự do như chú. Cũng thời điểm đó, có người nông dân vừa gieo hạt, vừa thề rằng nếu mùa này thu hoạch khá, ông sẽ chia sẻ thành quả với mọi sinh vật sống trên đời. Nghe được tin này, đúng mùa gặt bội thu cũng là lúc chú vẹt đã thường xuyên đến đây để lấy lúa chín đem về cho bố mẹ. Một ngày đi thăm cánh đồng, có những bông lúa sai chĩu hạt, thì người nông dân nhận ra có nhiều bông lúa đã bị mổ hết hạt chỉ còn trơ lại thân cây. Người này liền đặt bẫy với quyết tâm bắt bằng được thủ phạm mới thôi. Ngay ngày hôm sau, ông đi lại bẫy và thấy một chú vẹt đang cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi tấm lưới đã giăng sẵn trên đầu nó. Con vẹt nói với người nông dân: "Chính ông hứa từ lúc gieo hạt rằng sẽ chia sẻ lương thực của mình thì tôi mới dám tới đây lấy những hạt lúa về cơ mà. Tại sao ông tức giận và đặt bẫy? Ông muốn chia sẻ như vị thế, một vị vua muốn được chăm lo cho các thần dân của mình. Với vai trò là một người dân, tôi cảm thấy biết ơn vì ông đã phân phát lòng tốt của mình như đã hứa." Cảm động trước những gì chú vẹt nói, người nông dân hỏi lại: "Vậy ngươi đem lúa của ta cho ai?
Con vẹt đáp lại, tôi lấy lúa để nuôi bố mẹ vì bố mẹ tôi bị mù. Nghe thấy người nông dân bảo con vẹt rằng, từ nay trở đi, người cứ tới đây lấy bao nhiêu hạt lúa tùy ý ta sẵn lòng giúp đỡ. Được biết chú vẹt trong câu chuyện này là tiền thân của Đức Phật, còn người nông dân đã giúp đỡ nó chính là Sariputta, một trong những đệ tử vĩ đại nhất của ngài trong kiếp sau. Vẹt bố mẹ là tiền thân của Đức Vua Suddhodana và Hoàng hậu Maya, hai bậc thân sinh của Thái tử Siddhartha, Gautama, Tất Đạt Đa Cổ Đàm. Kết thúc câu chuyện, Đức Phật đã hỏi lại, vậy các ngươi có biết có những việc gì có thể mang lại những điều tốt lành cho chúng ta không? Trong khi mọi người còn phân vân thì ngài cho hay, có hai việc có thể ngay lập tức mang lại niềm vui và hạnh phúc, thậm chí là may mắn lớn cho chúng ta. Thứ nhất đó là hiếu kính với cha mẹ, thứ hai là làm những việc tốt ngay trong ngôi nhà của mình. Tương tự như vậy, có hai tội lỗi sẽ gây ra hậu quả xấu ngay lập tức và chắc chắn sẽ dẫn con người ta tới địa ngục. Thứ nhất là bất hiếu với cha mẹ, thứ hai là làm những việc xấu ngay trong ngôi nhà của mình. 1. Hiếu kính với cha mẹ. Đức Phật dạy, cách tránh xui đầu tiên đó là thể hiện lòng hiếu kính với cha mẹ. Hầu hết chúng ta xem thường việc này vì mải đuổi theo những mục tiêu xa vời trong cuộc sống, mà quên đi giá trị chân thực nhất, những ngày đầu năm hoặc khi làm ăn không tốt. Chúng ta mải sắm xính lễ cầu khấn mong có được may mắn khắp nơi, nhưng lại quên mất rằng hiếu thảo với cha mẹ là cách hiện số, cải thiện số mệnh tốt nhất. Các con thường nghĩ rằng, cứ kiếm tiền thật nhiều để bố mẹ tự hào, hoặc dùng tiền sửa nhà, mua sắm mọi thứ cho bố mẹ thì mới là hiếu thảo. Việc này không sai, cũng chỉ đúng được một phần, vì đâu phải ai cũng có điều kiện để kiếm ra tiền. Vậy chúng ta thể hiện lòng hiếu thảo như thế nào? Bất cứ thời điểm bạn nghèo hay giàu, đều có thể hiếu thảo với đấng sinh thành, việc này không cần phải đợi. Điều mà bố mẹ bạn cần là cảm giác an toàn, là chỗ dựa về tinh thần, đôi khi chỉ vài câu hỏi thăm cũng đủ giúp họ có cảm giác an ủi. Thay vì gắt gỏng khi họ làm sai hoặc đãng trí, thì bạn nên nhẹ nhàng từ tốn. Vậy hãy thể hiện lòng hiếu thảo với cha mẹ ngay từ hôm nay bằng những việc từ nhỏ tới lớn. Chính những người luôn ý thức việc thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ thì đi đâu cũng được tôn trọng, từ đó ắt sẽ kết được nhiều duyên lành. Cuộc sống ắt sẽ gặp được nhiều may mắn thuận lợi và đó là cách giải quyết tuyệt vời nhất để giải xui. 2. Làm việc tốt ngay trong nhà mình. Hầu hết mọi người thường hay có tâm lý nhường nhịn người ngoài nhưng lại dễ gắt gỏng với người nhà. Vì chúng ta biết rằng họ dễ dàng tha thứ cho mình, lâu dần ta khiến tình cảm mai một vì những câu nói vô tình. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi đủ nhân duyên thì chúng ta mới có cơ may cùng sinh ra trong một nhà hay trở thành họ hàng, người thân của nhau. Chúng ta nếu không biết quý trọng nhân duyên này thì chẳng có duyên lành nào dám xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa. Cuộc đời này tuân theo luật hấp dẫn, nếu bạn thể hiện mình thích điều gì thì điều đó càng nhiều lên, tình yêu thương đơn giản chỉ trao cho người nhà thôi cũng đủ giúp bạn có thêm tình yêu từ những người khác. Trân trọng, yêu thương, giúp đỡ và bảo vệ họ không chỉ là trách nhiệm của ta với họ, mà còn là trách nhiệm của ta với chính bản thân mình. Thờ ơ, không quan tâm, thậm chí tranh chấp hay đối xử tồi tệ với họ là con đường ngắn nhất dẫn ta đến với bất hạnh với một tuổi già cô đơn, thậm chí chết trong cô độc. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 10, 11, 12 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.